Hôm nay thì mùng 2, thì hồi sáng cũng như là gái nói là đi thèm ăn bánh mì ba lẹ đó quý vị. Thì thôi cũng thương con, cũng chạy qua Phila đây. Và ở bên Phila mới có bánh mì ba lẹ, nhưng mà hôm nay em đi cái con đường này để coi coi mùng 2 Tết thì người Việt Nam của mình sống ở hải ngoại thì coi coi cái cuộc sống của mùng 2 như thế nào, để cho quý ông bà cô chú của mình ở Việt Nam coi biết được cái cuộc sống nó ở Mỹ nha. Bắt đầu em bước vào thành phố của Philadelphia thì con đường này á là con đường số 7 nha, con đường số 7. Số 7 ở đây nó rất là nhiều người Việt Nam cũng ở, và cái hoạt động ở đây là người người Việt Campuchia rất nhiều. Người Việt Campuchia rất là nhiều. Cho nên là người Việt Campuchia rất là nhiều. Mà những người Việt Campuchia ở đây quý vị biết làm gì không? Họ đi thầu các cái hãng, họ thầu các cái hãng rồi bắt đầu cái làm một cái mua một chiếc xe van, xe van bự vậy đó, cỡ mười mấy chỗ ngồi vậy đó. Cái sáng sớm cái họ đi rước những người mà ăn đi làm tiền mặt đó. Thì đây nè, bắt đầu vô cái khu này là đường số 7 nha quý vị, đường số 7 của Philadelphia mình á, của South Philly đó. Những cái chiếc xe van vậy nè, trắng trắng nè, là những cái chiếc mà bự bự này kia, là họ sáng sớm cái những người nào mà đi làm tiền mặt rồi á, họ gọi cái đi chở đi, chở đi làm và chiều đưa về, cũng như những cái hoàn cảnh mà họ không có chưa có đầy đủ giấy tờ để mà đi vô làm được những cái hãng chánh á, thì cũng có được những người như vậy đó, thì giúp cho những cái hoàn cảnh mà qua đây mà cũng chưa có được đạt giấy tờ, cho nên họ không có đi làm được vào cái hãng Mỹ làm, thì cho nên mới đi làm những cái công việc như vậy. Chứ thật sự mà nói, mình ở Mỹ mà mình đi làm á hãng xưởng, mình chịu khó đóng thế thì cuộc sống của mình sau này rất là tốt. Vì không nói gì nhiều, chỉ nói về cái bảo hiểm thôi. Nếu mà mình là lớn tuổi, mình được có cái bảo hiểm mà của những cái ngày tháng mà mình đi làm, mình làm W2 thì mình trả tiền thế, đóng thế cho xuyên bang, liên bang, rồi thí dụ vậy. Thì cuối lúc mà mình về già, về hưu thì mình sẽ được cái đồng tiền đó rất là cũng ngon. Rồi cái đồng tiền của mình để dành gọi là cái pension thì cũng ok lắm. Cho nên đó, cuộc sống ở bên này thì cái khu này thì đúng ra thì cũng là 90 với cái khu bên Camden, và cũng là 90 với cái khu của Kensington của North Philly nha. Nó có rất là nhiều phần, cũng nhà nhỏ, cũng đi sai đường, sai lối. Cho nên hôm nay thì xã hội thì cũng rất là nhiều người, cũng như các anh em ở dưới suối vậy quý vị. Em thì cử không có thích nói những cái tiếng đó để mà làm đau lòng cho mấy anh, cho nên mình chỉ nói những cái gì mình nên nói để mình tránh đi những cái từ ngữ đó, thì không có gửi lại những cái trong lòng của các anh ở dưới suối. Thì ở đây á là cái khu này nè đó, như quý vị thấy không, tiếng Miên không à, nó có chữ Miên nè, rồi có tiếng Việt. Ở đây em nhớ có một quán mì của người Miên, họ làm là mì xí mứng rất là ngon,
Em cũng có chở bà xã như mấy lần à, phải không em? Chở em qua mấy lần phải không? Yes. Ừ, đúng rồi. À, cái quán cà phê này là quán cà phê Vĩnh Long này nè, là người bạn của anh. Còn ở đằng sau là cái quán mì xí mứng nè, đó hôm nay đóng cửa ha. À, đóng cửa. Cái mì này rất là ngon. Phải mà mở cửa dẫn bà xã vô đãi bà xã anh Tôn. Đóng cửa rồi. Thì ở đây mình đi đường số 7 này, hôm nay chắc có lẽ là mưa cho nên không có thấy những anh em vô gia cư và homeless đứng ở đây. Thì mùng 2 thì em cũng muốn đi qua bên này. Điều thứ nhất thì cũng đi mua bánh mì cho con gái. Điều thứ nhì thì cũng nhìn để mà dòm ngó coi có các anh em mà homeless thì cũng lì xì cho các anh em đầu năm. Nhưng mà trời mưa, hôm nay rất là trời mưa cho nên không có thấy ai hết. Thì để chạy lên khúc này chút xíu chứ ở bên Phi La mà khu này thì cũng có nhiều cũng đau buồn lắm quý vị. Ở đâu cũng vậy, nói đúng ra chứ không phải là riêng về cái tiểu bang của Philadelphia. Ở đâu cũng có những người vô gia cư và các anh em trong cuộc sống khó khăn. Thì hôm nay hai vợ chồng đi nè, hai chồng đang đi coi coi em với bà xã em đi để coi có những cái gì mà đó, như quý vị thấy niệm nồng đồ dục bỏ ra như vậy, rồi có những rác rến đồ của thành phố họ. Cái khu này thì nói đúng ra thì cũng như em nói như là khu Cam Đình hoặc là cây sinh tình của chính mình cũng chứ không có ít gì, không có khác nha quý vị. Rồi xong đây thì sẵn cái con đường này thì mình đâm thẳng ra đụng ba lẹ bánh mì đó. Đụng ba lẹ bánh mì đây. Thì vô đụng ba lẹ bánh mì. Rồi bắt đầu vô khu của Việt Nam của mình. Mùng 2 thì thường thường những cái neo supply, những cái chợ búa đồ hay múa lần lắm. Mà không biết năm nay Tết mưa kiểu này biết có múa lần được không. Chắc mấy anh múa lần được có mùa rồi. Có mấy có hai sư tử hay nhà đẹp quá ha. Anh định mùa hè này anh làm cái cổng nhà mà kiếm hai sư tử hay hai chó gì để cho trên đẹp. Dạ, những cây vậy đó. Cơ bằng thì đi để gặp coi ở thường thường ở chợ Việt Nam của mình thì có những các anh em mà vô gia cư thì sống cuộc sống gần ở khu Việt Nam của mình nhiều. Ở bên này đậu xe khó quý vị thấy không, kiếm một cái chỗ đậu không phải là dễ, mà nhà thì lại mắc, mà đậu xe thì lại không có chỗ. Thành phố thì cũ kỹ mà giá nhà thì vẫn còn dùng dục. Thành phố này lâu lắm, còn chỗ này là người Tàu bán gà sống nè. Ở bên kia lắm, như hôm bữa anh cũng có nói một chỗ, giờ thêm một chỗ nữa. Em được cái là em biết được cái khu bên này là lúc em ở Việt Nam mới qua thì em cũng ở ngày đầu tiên xuống phi trường của Philadelphia của mình. Thì em ở đây cũng được
thời gian khá lâu, cho nên cũng có làm việc ở bên Fila này, rồi cũng là dân chạy clip bị phí xà đây, cho nên những cái đường hẻm nhỏ to này kia là cũng rành, cho nên cuộc sống cũng vất vả lắm quý vị. Thấy cái gì làm được ra tiền thì mình cứ làm thôi, cơm áo gạo tiền mà, cái gì ai mướn gì làm có tiền. Em còn nhớ lúc đó em mới qua tiết nhiều lắm, mà mỗi lần có tiết em phái lắm nha, dắt cái giá đi vòng vòng lối xóm nè, có những người già tuổi lớn tuổi họ không có xúc tiết nổi, lại gõ cửa họ hỏi mày muốn tao xúc tiết chứ cửa nhà mày không, rồi tao liên tiết cho xe mày đó, rồi bắt đầu cái là có tiền 5 đồng 3 đồng mỗi trận tiết vậy, nhiều khi cũng đi kiếm được 5-6 chục cũng mừng lắm. Cho nên là bây giờ bắt đầu mình vô khu chợ Ba Lẻ nha. Bây giờ mình vô chợ Ba Lẻ đây, bắt đầu mình chạy vô cái khu chợ mà hôm bữa em có quay sơ cho quý vị coi ở Philadelphia đó. Đang bị đèn xanh đèn đỏ. Rồi chiếc xe đó bị sao mà lôi rồi, chắc đậu bậy rồi. Ở bên đây mà đậu bậy là bị lôi liền. Đây buồn lắm quý vị ơi, đó thấy không, mùng 2 Tết gì đâu mà buồn nhiều à. Ở Việt Nam của mình á, thì còn có đi chỗ này chỗ kia được, ở đây gì đâu mà đã, tiệm phở giờ này cũng đóng cửa luôn rồi, không có một người luôn, buồn thấy ghê. À, có mua chè bán buôn cho con không, có mua thì anh đậu đem chè mua, bán muốn mì thôi hả. Mùng 2 về đâu mà buồn lắm, ở Mỹ buồn như vậy, không có vui vẻ như Việt Nam mình mà nhộn nhịp chỗ này kia. Bây giờ em sẽ vô bánh mì Ba Lẻ, em sẽ mua vài ổ bánh mì cho con gái cưng của em nè, cục vàng cục ngọc của em đây. Bây giờ em cho quý vị coi ở trong Ba Lẻ nó có bán những gì nha. Rồi đây là của bên Philadelphia của mình á, là có tiệm Ba Lẻ quý vị. Tiệm Ba Lẻ bán rất là nhiều đồ, cái gì cũng có hết. Họ làm tại chỗ luôn nha. Cái này nè cũng như bánh dừa ở nhà làm nè, rồi chả lụa cũng ở nhà làm luôn, không có phải lấy món gì hết. Tất cả của Ba Lẻ là làm bánh tét, bánh chưng cho quý vị coi, nhất là bánh cam nha, bánh cam rất là ngon, bánh cam nè, rồi tất cả những cái món ăn ở của tiệm Ba Lẻ, và các loại chè rất là nhiều chè ha. Bán rất là nhiều đồ để mà phục vụ cho người Việt Nam của mình. Thường thường ở đây rất là đông nha quý vị, nhưng mà hôm nay là mùng 2 Tết thì cũng rất là buồn, không có mấy gì mà vui, cho nên cuộc sống ở Mỹ nó là như vậy đó. Rồi quay những cái này lên để chia sẻ với cuộc sống của người Việt Nam ở tại Philadelphia mình nó như thế nào nha. Rồi có gì em sẽ chia sẻ kế tiếp cho quý bà mình coi. Ở đây là một cái tiệm mà tên gọi là Vĩnh Hưng nha. Quý ông bà cô chú của mình, tiệm Vĩnh Hưng của tại tiểu bang Philadelphia, nó nằm ngay đường số 6 nè. Nếu mà quý vị có đi có dịp ghé ngang Philadelphia của mình, của South Philly, thì hãy vào cái tiệm này, cô chủ rất là dễ thương.
Tiệm này bán nhang khói đầy đủ hết tất cả, tranh cho nhà, rồi có bàn thờ rất là nhiều. Đây là Vĩnh Hưng, của tiệm Vĩnh Hưng, rất là đầy đủ những cái món mà mình trưng ở trong nhà và thờ thượng cho bàn Phật. Thì như quý vị cũng biết, đây là mùng 2 Tết của mình mà Tết ở Mỹ buồn quá chứ hả? Buồn ghê không? Cái gì đâu mùng 2 Tết mà vắng teo à. Còn ở Việt Nam của mình giờ này thôi xôn xao. Em xôn thấy không? Xôn xao, em thấy cái tiệm của chế ngày thường còn đông hơn ngày Tết nữa. Cái gì đâu mùng 2 gì đâu mà thấy mua xong hết rồi nghỉ rồi. Đúng rồi, đi làm. Mỹ đi làm với nay trở lại đi làm hết trơn rồi. Đó, em chia sẻ cho cái Vĩnh Hưng của mình một chút xíu. Quý ông bà cô chú mình mà nếu có ghé qua thành phố Philadelphia thì hãy vào cái tiệm Vĩnh Hưng nha, để mà ủng hộ cho một cô chủ rất là dễ thương. Đã ba mươi mấy năm em biết cô chủ này rồi. Không chứ? Em biết chứ, lâu hả? Dạ, rồi. Có gì em sẽ chia sẻ với quý ông bà cô chú của mình tiếp theo với những cái cuộc sống của người dân Việt Nam của mình ở tại Philadelphia nha. Rồi, xin chào.